hướng dẫn cho các đồng chí. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các đồng chí là một cái hệ thống hẹn giờ tưới cây tự động theo thời gian thực. Đây, sử dụng module DS3231 và Arduino. Thì nó sẽ gồm có Arduino nè để điều khiển, rồi một cái module DS3231, đây là module thời gian thực. Chúng ta sử dụng này để chúng ta hẹn giờ, nó chạy theo thời gian thực các bạn. 24 tiếng một ngày, 24 tiếng một tuần, 7 ngày, tháng 30 ngày. Đó, nó chạy theo thời gian thực. Rồi một con gele để đóng nhắc động cơ, điều khiển động cơ bơm nước. Rồi pin cho gele này, pin cho để điều khiển động cơ bơm nước. Thì cái hẹn giờ tưới cây này á, nó hẹn giờ bơm nước này nó sẽ hay hơn là những cái là ví dụ như các bạn hẹn giờ các bạn tưới cây theo độ ẩm đất. Tại vì cái độ ẩm đất á, những con cảm biến các bạn phải sử dụng cái cảm biến độ ẩm đất, cái nhất đó là phải sử dụng loại cảm biến tốt. Cái cảm biến dởm dởm giờ như là mấy cảm biến mà mình có hay demo cho các bạn đó, thì mấy cảm biến đó nó dở lắm các bạn, nó dừng ở cái mức là làm thí nghiệm thôi đó. Thì các bạn ra ngoài thực địa nó không có sử dụng được đâu thật sự. Thì với cái nữa là các bạn tính toán độ ẩm đất là phải nhiều thứ dữ lắm, là mỗi loại đất nó sẽ có một độ ẩm khác nhau đấy, nó rất là khó. Mà hẹn giờ tưới nước theo hẹn giờ thì nó sẽ gọi là ok hơn, nó hiệu quả hơn, nó thực tế hơn rất là nhiều, ra thực địa nó thực tế hơn rất là nhiều đó. Thì mình sẽ hướng dẫn theo cái con DS3231 này. Thì con DS3231 này mình đã có làm một cái video giới thiệu hướng dẫn review, nói chung là tất tần tật về con DS3231 rồi. Các đồng chí có thể vào kênh của mình để xem thêm về cái con này. Hôm nay mình chỉ nói về cái code mà hướng dẫn cho các đồng chí hẹn giờ tưới cây thôi. Hẹn giờ tới giờ đó, ví dụ tới 5 giờ chiều thì nó sẽ tưới, rồi quay tưới 5 phút thì nó sẽ ngừng, tới 5 phút tức là tới giờ này 5:05 nó sẽ ngừng. Đó, rồi tiếp tục nó chạy đồng hồ ở trong con này nó sẽ chạy tới 5 giờ ngày hôm sau, nó tưới 5 phút tới 5:05 nó sẽ ngừng. Rồi vậy thôi. Thấy đơn giản thế. Ok, bây giờ mình sẽ nói dây ha. Gele. Gele thì tôi cũng có làm video hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết con gele rồi. Thì các bạn, các đồng chí có thể vào kênh để xem lại cái video hướng dẫn con sử dụng gele này. Thì ở đây mình không hướng dẫn lại ha, mình chỉ đi dây thôi. Cái chân tín hiệu của gele thì nổi vô chân số 6 nha các đồng chí. Chân số tín hiệu nổi vô chân số 6. Rồi gele thì dùng nguồn 5V trên Arduino luôn. Ok. Rồi tiếp theo. Đó là gele, rồi DS3231. DS3231 thì đây sử dụng 4 chân GND, VCC, SDE và S. Đây, SDE và SCL. VCC, GND, SDE và SCL. Chân SDE và SCL, các bạn, các đồng chí sẽ nói vào SDE và SCL trên Arduino luôn. Trên Arduino sẽ có hai cái chân SDE và SCL. Đây, đây nè, SCL, SDE này không? Là hai chân này nè. Hả? Đồng chí nói vô. Rồi VCC và GND á, VCC GND các bạn, các đồng chí nói vào VCC và GND trên 5V trên Arduino. Đây, đầu tiên là chân SCL. SCL nói vào SCL. Là chân quạt. SDA nói vào SDA. Rồi. VCC sẽ nói vào 5V trên Arduino. GND của nói vào GND trên Arduino. Arduino nó có hai chân 5V và hai chân GND. Nếu như mà không đủ thì các đồng chí có thể nói ra. Ở đây đủ mà, đây sử dụng có hai linh kiện. Hai module. Rồi, gele thì các bạn, các đồng chí sẽ nói động cơ với gele ha. Ở đây gele là kích ở mức cao nha các đồng chí. Thường thì sẽ cái RZ thường làm kích mức cao à. Rồi ok, tiếp theo sẽ là code. Code thì đây là cái hệ thống mà sau khi các bạn nói dây xong nè. Đó, hệ thống sau khi các bạn nói dây xong gele, động cơ bơm DS3231 mà thời gian thực á, rồi Arduino, pin để cấp cho động cơ để cho nó bơm á. Rồi bây giờ sẽ nói code thì các bạn cần có thư viện, ví dụ nha. Đây mình vào Low Library, đây thư viện DS3231. Thì thư viện các bạn cần phải thêm vào, các bạn phải lên mạng nè. Các bạn lên Google, các bạn search DS3231 Library. Ở đây nó có hai cái thường các bạn sử dụng trong GitHub cái gì. Đây là GitHub nè. Các bạn sử dụng GitHub, nhưng mà cái thư viện này mình thấy nó dở, nó khó sử dụng á, nên là mình không sử dụng, mình sử dụng cái của cái này nè. Đó, sử dụng cái này. Thì cái này thì đây nó là như này. Các bạn tải về file zip, mình đã có hướng dẫn thêm cái thư viện vào Arduino rồi, các bạn có thể search các hướng dẫn thêm thư viện vào Arduino để các bạn tải thư viện này về các bạn thêm vào. Đó, thêm vào thì ra cái thư viện như thế này nè. Đấy, ra thư viện như thế này. Rồi khi mà các bạn thêm thư viện vào rồi thì để sử dụng cái con DS, cái module DS3231 này, các bạn phải set up thời gian cho nó. Thì các bạn vào file example, các bạn kéo xuống, các bạn vào DS3231 rồi Arduino, rồi cái đầu tiên DS3231 server IC. Đó, thì cái này là cái code gọi là ví dụ của trong cái thư viện nó có sẵn. Thì trong đây các bạn thấy những cái chữ màu đen không? Chữ này đầu tiên là Arduino Uno thì nó hướng dẫn, cái này là những cái này là hướng dẫn cắm dây cho các bạn. Ví dụ như bo Uno thì cái chân SDA của SCL, SDA thì nó nói vào analog số 4.
hoặc là chân SDA cho Auno, nó SL thì nói vô analog số 5 hoặc là chân SDA. Ở đây mình nói vào chân SDA ở trên bo Auno, SDA và SL trên Auno. Đó. Thì bo đây là hướng dẫn của dây của bo Uno, rồi hướng dẫn nối dây của bo Lenatro, hướng dẫn nối dây của bo Mega. Đó. Các cái bo hướng dẫn của nối dây của các cái bo ở trên đây. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ xuống dưới cái phần này. Đây cái mục chỗ này là để setup thời gian cho nó. Đầu tiên các bạn bỏ hai dấu sạc này. Ba dòng này là setup, cái đầu tiên là ngày nè. Ngày, rồi tiếp theo là giờ phút giây, rồi tiếp theo là ngày tháng năm. Cái này thứ chứ lộn, mình lộn cái này thứ. Rồi hôm nay đầu tiên bây giờ mình kết nối vô cái bo trước. Mình kết nối bo Auno. Ok, kết nối bo Auno. Rồi bây giờ mình sẽ setup. Đầu tiên là thứ, hôm nay là chủ nhật. Các bạn nhớ là tiếng Anh nha các bạn, viết in. Rồi, tiếp theo là giờ phút giây theo cái format 24 giờ. Theo phần đó 24 giờ nha. Hôm nay hiện tại đang là 4 giờ 30 chiều. Còn 4 giờ 30 chiều thì là 16 giờ. 30 thì ở đây mình hiện tại là 30, nhưng mà mình sẽ đắp 31 cho nó. Hiện tại là 18 tháng 10 2020. 18 tháng 10 2020 16 giờ 31 phút. Sunday rồi, ok. Giờ nạp code vô để setup cái ngày cho nó. Ở bạn mở cổng server lên để xem. Nhớ là cái server begin này là 115.200 nha các bạn. Thì đây là cái chỗ này nè, là các bạn phải chỉnh về 115.200 thì nó mới hiện. Thường là để hay 9.600 đây. Sunday. 18 tháng 10 2020 16 giờ 31. Đấy. Ok. 16 giờ 31 phút. Nó sẽ chạy liên tục như thế này. Các bạn cứ cắt nguồn cho nó là chạy liên tục 24 giờ. Rồi, cái đây là cái ví dụ, cái có ví dụ này là có sẵn trong thư viện để các bạn setup ngày giờ cho nó. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt cái này đây, mình qua cái code. Rồi, đây cái code này là để hẹn giờ bật tắt gơ le tưới cây. Ok, đầu tiên là các bạn thêm thư viện nè. Rồi chân gơ le là khai báo chân gơ le chân số 6. Rồi, cái này là khai báo DS3 231 cái chân của nó và cái biến thanh thời gian T. Rồi, con in giờ mở, phút mở, giờ tắt, phút tắt là cái giờ để mở, giờ để mà mở gơ le á, mở máy bơm á. Rồi, phút mở, tức là đúng giờ mở, phút mở này sẽ mở. Rồi, giờ đúng giờ tắt, phút tắt thì sẽ tắt. Rồi, dưới vòng setup. Setup thì mở cổng server 115.200 nè, GTC begin. Cái những cái mà mặc định của DS3 231 thì các bạn giữ nguyên ha. Đây GTC begin. Gơ le thì output. Rồi, mặc định, tức là ban đầu thì gơ le mặc định sẽ là low. Đây Digital Write Gơ Le Low luôn. Và một lớp T và cái này là những cái như là T bằng GTC.getTime nè. Rồi trên web setup có GTC Begin nè. Và những cái này nó giống mặc định của DS3231 khi bạn sử dụng, các bạn phải thêm vào. Rồi in những cái giờ phút giây ra ngoài cổng Sugo. Rồi delay 1 giây. Ok. Rồi cái này dưới đây là cái lệnh để mà các bạn bật tắt Gơ Le. Nếu như mà giờ T.how là giờ, nó bằng cái giờ mở. Cái giờ mở của mình setup như này nè, bằng giờ mở qua cả phút, bằng phút mở tức là cả giờ và phút mình setup này nó bằng với cái T nè, cái giờ phút giây đang chạy đó, nó bằng với giờ mở phút mở thì Gơ Le sẽ mở Gơ Le 2 Digital Write Gơ Le 2, Gơ Le mở bơm nước. Rồi ngược, không phải ngược mà là trường hợp thứ hai là cái giờ đang chạy á, giờ nó sẽ bằng giờ tắt và phút nó bằng phút tắt thì Gơ Le sẽ tắt low. Đấy, thì giờ là 4 giờ 34 thì mình sẽ setup là 16 giờ 35 bơm tới 16 giờ 36. 16 giờ 35 là mở, 16 giờ 36 là bơm, ấy là lộn, là tắt. Rồi bây giờ nạp vô, mở cổng sugo lên. Rồi thằng chờ nạp. Ok, sau khi mở nạp thì sẽ hiện ra đây. Hiện tại là cái giờ phút giây đang chạy ở trong cái con DS3231. Đây trong cái module này đang chạy. Thì các bạn sẽ đợi tới cái giờ mở, phút mở mình đã sẽ rất là 16 giờ 35. 16 giờ. Rồi nó sẽ bơm 1 phút, nó mở và nó bơm 1 phút tới 16 giờ 36 thì sẽ tắt. Ok, 58 nè, 59 nè. Không. Đấy, mở các bạn thấy không? Thấy nó mở không? Mở đang bơm nè. Thì nó sẽ bơm, đây Gơ Le on, bơm nước. Nó sẽ bơm 1 phút. Thấy rồi, thấy Gơ Le đang on, động cơ đang bơm đó. Rồi nó bơm 1 phút. Các bạn có thể bơm 5 phút hay 10 phút gì tùy cái chậu cây, cái vườn cây, cái khu vườn của các bạn.
thì nó cứ đúng, nó cứ chạy liên tục 24 tiếng đồng hồ. Thì tới cái giờ này, tới cái giờ phút này của ngày hôm sau thì nó sẽ tiếp tục, nó thực hiện là đúng 16 giờ 35 phút của ngày hôm sau thì sẽ bơm, rồi 16 giờ 36 phút ngày hôm sau sẽ tắt vậy đó. Đây hiện tại 16 giờ 54 nè. 56, 57 tới 16 giờ 36 đó tắt không bơm. Nè nó hiện trên màn hình nữa bạn không? Gle off không bơm, nó tắt. Đấy, hiện tại nó đang tắt rồi nè. Đó. Rồi thì nó sẽ chạy tiếp tục tới ngày hôm sau 24 tiếng đồng hồ nữa, tới ngày hôm sau thì nó đúng 16 giờ 35 thì sẽ bơm, 16 giờ 36 sẽ tắt. Rồi vậy thôi. Đấy, nó rất là đơn giản. Thì có thì cứ như thế, các bạn nói dây y vậy thì nó chạy thôi. Có mình đã mình có cái code này rất là đơn giản các bạn. Code này rất là dễ hiểu, rất là đơn giản mà phải không? Rồi code mình để dưới phần mô tả. Các bạn vào đó các bạn lấy code, tải code về. Thư viện thì các bạn lên mạng các bạn tải cho mình ha. Rồi ok, như video tôi đã hướng dẫn cho các đồng chí cách sử dụng Auno và module DS331 hẹn giờ tưới cây. À các đồng chí cứ tải code về và nạp code và nói dây đi dây như thế là ok. Thì cái con này nó chạy là theo thời gian thực nên là rất là đơn giản. Các đồng chí cứ setup như vậy rồi tới 24 giờ sau nó sẽ thực hiện bơm tiếp. Thì ở đây là mình tôi hướng dẫn cho các đồng chí là chỉ một trong một khoảng thời gian giờ bơm một lần bơm thôi. Các đồng chí có thể setup thêm dựa theo cái code đó, các đồng chí làm thêm nhiều giờ bơm khác nhau, ví dụ sáng bơm lần, trưa bơm lần, rồi chiều bơm lần. Các đồng chí nhớ là setup giờ bơm rồi phải setup giờ tắt nữa nha. Phải có giờ bơm, phải có giờ tắt. Đó, ví dụ là bơm 5 phút rồi nó tắt. Đấy. Thì cũng đơn giản mà phải không? Đấy, như thế là chúng ta đã xong một cái hệ thống hẹn giờ tưới cây theo thời gian thực. Rồi, thì cái hệ thống này á nó sẽ áp dụng được cho các cái gọi là các cái chậu cây hay các vườn cây, các cái hệ thống nhà thông minh, vườn cây thông minh chẳng hạn. Các đồng chí nếu như mà không sử dụng bơm theo đoạn đất á thì sử dụng cái hệ thống này nó sẽ hiệu quả hơn, nó thực tế hơn rất là nhiều. Cứ hẹn giờ tới giờ đó thì nó sẽ bơm thôi. Rồi, video đó là hết. Rất cảm ơn các đồng chí đã xem video, nhớ like, share, subscribe kênh nhé. Có thắc mắc gì các bạn có thể comment bên dưới video hoặc nhắn tin lên fanpage, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cho các đồng chí. Rất cảm ơn các đồng chí.